Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với phần mở đầu là những thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phổ biến là nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa nhỏ, lượng không đáng kể vài nơi. Tuy nhiên vào ban ngày thì trời không mưa và đến khoảng trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ ngày mai tại các vùng miền tương đối ổn định với mức nhiệt cao nhất tại các huyện, thị xã và thành phố trên khu vực đất liền không vượt quá ngưỡng 28 độ. Cụ thể, tại khu vực miền Đông, từ 23 cho đến 28 độ. Khu vực thành phố Hạ Long và khu vực miền Tây duy trì ở mức từ 24 cho đến 28 độ. Với hình thái thời tiết này sẽ tương đối thuận lợi cho các hoạt động và lao động sản xuất của người dân. Đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm các huyện đảo Cô Tô, ngày mai cũng là một ngày nắng đẹp, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Còn thời tiết các vùng miền trên cả nước sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị, trong đêm nay, ngày mai, tại các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có sương mù tại các tỉnh ven biển. Mưa có thể xảy ra cục bộ tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái. Tuy nhiên, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 26 cho đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ có thể đạt ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay duy trì ở mức từ 21 cho đến 26 độ. Còn cao nhất trong ngày mai trên toàn giải miền Trung sẽ duy trì ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay ngày mai phổ biến có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn có thể xảy ra ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức từ 35 đến 36 độ. Sau đó vào chiều tối có thể xảy ra mưa giải rác, tuy nhiên mưa chỉ diễn ra trong thời đoạn ngắn. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, Riêng khu vực Nam biển Đông có mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.